Hello, rất vui được gặp lại anh em trong một video về phím cơ trên kênh Dạ Mod Tech. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ lại một số những cái trải nghiệm chi tiết của mình về em Rainy 75 này sau khoảng hơn 2 tuần mình sử dụng. Và sau đó mình sẽ giới thiệu với anh em một set keycap mà mình vừa mới tậu về từ Shopee. Đặc biệt ở phần cuối video, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ cái em Rainy 75 này ra để xem nội thất của em nó như thế nào, cũng như là khắc phục một số những cái hạn chế của em nó anh em nhé. Và ngay bây giờ anh em đừng quên ủng hộ Dạ Mod Tech bằng việc để lại cho video này một like và một subscribe. Chúng ta bắt đầu ngay thôi nào. Ok, chúng ta sẽ đến với phần thứ nhất, đó chính là đánh giá lại chi tiết em Rainy 75 này sau khoảng hơn 2 tuần mình sử dụng. Thì đầu tiên phải nói đến là phần chức năng sử dụng của em nó. Thì trong khoảng hơn 2 tuần mình sử dụng, tất cả những cái chức năng sử dụng của em nó, từ các cái phím bấm cho đến cổng kết nối và đèn LED đều rất là ok, rất là trơn tru và mượt mà, không xảy ra bất cứ một cái lỗi lầm nào luôn. Điều này khiến cho chúng ta rất là yên tâm về mặt chức năng khi mà múc em nó anh em nhé. Sang đến vấn đề thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận lại về mặt thiết kế của em nó. Đối với bản thân mình thì Rainy 75 là một con bàn phím có thiết kế đẹp, phải nói là rất đẹp và đẳng khác. Nó có một cái thiết kế tối giản nhưng mà đủ để đáp ứng cho chúng ta về mặt thị giác và cả về mặt công năng sử dụng nữa. Những cái đường nét, màu sắc và sự hoàn thiện của em nó vừa cho chúng ta một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, tinh tế, đơn giản, nhưng mà cũng toát lên một cái gì đó khá là sang trọng. Thực sự thì nó sẽ tô điểm thêm cho cái góc setup của chúng ta khá là nhiều đấy. Cái điểm tiếp theo mà mình thích về mặt thiết kế của em này, đó là cái layout của con bàn phím này. Thì nó sở hữu một cái layout 75% và nó gói gọn trong một cái hình chữ nhật như thế này. Cái phần phím mũi tên này nó không bị lồi ra, khiến cho tổng thể toàn bộ cái layout này nó rất là cân đối và hài hòa. Một điểm cộng. Nhưng cái điểm trừ và cái điểm mà mình thấy khá là bất tiện ở đây, đó là em nó không có một cái núm. Đó, mình quen sử dụng một cái con bàn phím có núm ở đây rồi, nên là trong cái quá trình mình nghe nhạc hay là chơi game, khi mà mình muốn tăng giảm âm lượng thì nó khá là bất tiện. Và thứ hai nữa là trong cái quá trình mình làm việc, đó mình rất hay nhầm cái phím N này với phím Delete. Với những cái con bàn phím có núm ở đây thì thường cái phím Delete nó sẽ nằm ở vị trí này, nên là mình hay nhấn cái phím Delete ở đây. Đặc biệt là trong cái quá trình mình edit video ấy, khi mà mình muốn delete thì mình cứ nhấn cái phím N này, làm cho cái con trỏ chuột nó chạy về cuối timeline. Thế là mình lại mất công phải điều chỉnh lại. Đây là một cái điểm khá là bất tiện và một cái điểm mà mình đánh giá là một điểm trừ của em Rainy 75 này. Tất nhiên là đối với anh em nào mà quen sử dụng cái layout này rồi thì đây không phải là vấn đề. Điểm tiếp theo về mặt thiết kế mà mình muốn chia sẻ thêm với anh em, đó là về mặt đèn LED của em Rainy 75 này. Thì Rainy 75 sở hữu một cái hệ thống đèn LED, phải nói là nó ở mức trung bình khá thôi, là không quá là sáng và rực rỡ. Nên là đối với anh em nào mà muốn một con bàn phím có một cái hệ thống đèn LED nó cứ phải lung linh rực rỡ lúc nào cũng như là đèn nháy trong ngày Tết ý, thì em này sẽ không phải là best choice nhá. Nói đi thì cũng phải nói lại, các cái chế độ đèn LED sập sình của em nó cũng rất là ấn tượng và khá là đẹp đấy. Vấn đề thứ ba cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mình muốn chia sẻ về em Rainy 75 này, đó là cái trải nghiệm khi mà gõ phím. Thì đầu tiên nói về ưu điểm của em nó đã nhá. Với một con bàn phím có cái bộ kit full nhôm như thế này và trang bị đầy đủ các cái loại form, thì cái trải nghiệm gõ, cái cảm giác gõ của em nó đầu tiên mang lại cho chúng ta, đó là nó rất là đầm, chắc tất cả từng cái phím một khi mà chúng ta gõ, không có bất cứ sự ọp ẹp nào trong quá trình chúng ta sử dụng cả, và cũng không hề nghe thấy tiếng rỗng luôn. Rất là đặc, rất là chắc và tiếng của nó rất là gọn. Cái ưu điểm tiếp theo đó là cái con switch Z-Wick No Switch được trang bị trên em Rainy 75 này. Mặc dù là factory loop nhưng mà cái độ mượt của nó phải nói là 9 trên 10 nếu mà so với chúng ta tự lút tay. Nên là anh em có thể thoải mái trải nghiệm và sử dụng em này trong khoảng 6 tháng. Sau đó nó burn in ra thì anh em sẽ bỏ ra để lúp lại, lúp tay lại. Lúc đó thì cái trải nghiệm nó càng tuyệt vời hơn. Mặc dù cái lực nhấn của em này khá là nhẹ, nhưng mà cái độ nảy từ bottom out của em nó lên rất là tốt, rất là phê. Anh em cứ để ý mà xem, nhiều con Switch có lực nhấn khá là đầm, nhưng cái độ nảy từ bottom out của nó trở lên chưa chắc đã tốt. Nhưng mà đối với cái em Z-Wick No Switch này thì cái độ nảy từ bottom out của em nó tốt và mình cảm thấy rất là hài lòng, rất là phê với cái độ nảy này. Về mặt stem thì em nó không quá im, có một cái độ rung lắc nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà cái độ rung lắc này thì mình nghĩ là chấp nhận được. Đối với mình thì cái độ rung lắc này nó không ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm khi mà mình gõ phím cả. Tiếp theo nữa là về mặt chất âm thì Rainy 75 có một cái chất âm rất là creamy, thực sự rất là creamy luôn ấy. Và cái chất âm của em nó cũng có cái độ nổ, độ poppy ở cái mức độ khá. Đó, từ trung bình khá cho đến khá, nó nằm ở cái quãng đấy anh em ạ. Và giờ sẽ là một số những cái hạn chế về mặt trải nghiệm gõ phím anh em nhé. Thì đầu tiên phải nói cũng là chất âm của em này. Thì em này sở hữu một cái chất âm creamy poppy khá là gọn và mượt rồi. Nhưng cái âm top out của em nó
nó không được phê cho lắm, nó không có chiều sâu. Nó làm cho tổng thể chất âm của cái em Rainy 75 này nó không có cái độ deep, độ dày, độ sâu. Và cái hạn chế tiếp theo, đúng như cái video trước mình đề cập, đó là nó đến từ cái nút backspace này. Một con stab nó khá là lọc sặc, nó tạo ra một cái âm thanh này khá là tích và khá là khó chịu khi mà sử dụng. Đó, chúng ta gõ tất cả những cái phím đang phê, tự dưng ấn backspace phát mất phê luôn, khá là cụt hứng. Và tất cả những cái vấn đề hạn chế này chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ở phần cuối của video anh em nhé. Và giờ chúng ta sẽ qua đến phần thứ hai, đó là mình sẽ giới thiệu và review cái set keycap mà mình vừa mới tậu về từ Shopee. Và đầu tiên thì chúng ta cứ mở hộp xem cái set keycap này nó cụ thể là gì đã nhá. Mở nào anh em. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy là shop bọc hàng khá là kỹ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng PE để bảo vệ này. Đây là cái layer đầu tiên, layer chính. Wow, một cái màu xanh rất là đẹp, phải nói rất là hợp tông với em Rainy 75 này. Và đó cũng chính là lý do mà mình mua cái set keycap này. Và đây là set keycap mình nhớ không nhầm thì gọi là Seesaw Lemon. Và cái profile của nó là SR profile cùng với chất liệu là ABS Double Shot anh em nhé. Cái giá của set keycap này là khoảng 400-399 đấy. Mình sẽ để link của cái set này ở phía bên dưới nhé, anh em có thể tham khảo. Đó, chúng ta sẽ có tầng tiếp theo là các cái phím số, các cái phím ở phía bên phải của layout. Và cùng với đó là một số cái phím novelty như thế này. Và đây là tầng cuối cùng, chúng ta sẽ có một cái số phím backspace, một cái số phím ở các cái layout nó khá là dị và cũng thêm một số những cái phím novelty nữa. Và giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chi tiết về cái set keycap này anh em nhé. Đầu tiên về mặt thiết kế thì anh em có thể thấy là nó sở hữu một cái profile là SA, một cái phông chữ phải nói là rất là mềm mại, mượt mà, sắc nét và tinh xảo, rất là chuyên nghiệp. Nó khác biệt rất là nhiều so với cái phông chữ trên cái set keycap Cherry Profile này. Cái set keycap Cherry Profile này thì cái phông chữ của nó khá là bold, nhìn nó khá là chibi, khá là kiểu hơi trẻ con một chút đi. Và đây chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy luôn, đó là cái set SA Profile này. Khi mà nhìn vào nó sẽ cho chúng ta một cái cảm nhận nó no mắt hơn, nó căng đầy hơn, nó đã hơn, đó, nhìn nó phê hơn rất là nhiều. Và do đó thì mình thích cái phông chữ cũng như là cái thiết kế của cái set SA Profile này hơn rất là nhiều so với cái set Cherry Profile này. Mình sẽ lấy hai con keycap ra để chúng ta cùng nhau đánh giá và xem xét chi tiết hơn. Đó, thì đây chúng ta có thể thấy ngay về mặt thiết kế con SR Profile này được thiết kế theo kiểu cấu trúc vòm như thế này. Và những cái bề mặt của nó kiểu căng phồng ra nhìn rất là no mắt. Còn phía mặt trên nó được làm vuông và lõm vào phía giữa như này, nên là nó cho một cái nhìn rất là ưng mắt. Còn cái con Cherry Profile này thì anh em có thể thấy là tất cả các cái bề mặt của nó được làm khá là phẳng. Phía mặt trên thì làm theo kiểu hình chữ nhật và theo kiểu vòng cung như thế này. Và cái con SR Profile nó cao hơn khá là nhiều. Đó, đứng với nhau nhìn như bố với con ấy. Đây, bề mặt thì cả hai con này đều được gia công theo kiểu bề mặt mịn. Nhưng mà đối với con Cherry Profile với cái chất liệu đặc trưng là PBT Double Shot thì cái bề mặt của nó sờ nó sẽ nhám hơn một chút. Còn cái bề mặt của con SR Profile này thì nó sẽ trơn và mịn hơn. Anh em nào mà thích kiểu nhám mịn thì cái set Cherry Profile này sẽ ok hơn. Còn anh em nào mà thích kiểu trơn mịn thì cái set SR Profile này sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ok, và giờ chúng ta sẽ đến với mặt dưới này. Thì chúng ta có thể thấy ngay là cái thành của cái con Cherry Profile này nó được đúc Double Shot đầy lên như thế này. Còn cái thành của con SR Profile thì nó chỉ được đúc Double Shot ở cái nửa trên của cái phím thôi. Nhưng mà cái con SR Profile này lại có đầy đủ 4 cái cạnh trợ lực. Còn cái con Cherry Profile chỉ có 3 cạnh thôi. Độ hoàn thiện thì đều rất là tốt. Và nếu mà đánh giá tỉ mỉ hơn thì cái độ hoàn thiện của con SR Profile này sẽ nhỉnh hơn một chút so với độ hoàn thiện của con Cherry Profile này anh em nhé. Còn về độ dày thì do cái keycap Cherry Profile này nó được đúc Double Shot đầy lên thế này, nên là về độ dày chung nhá thì cái set Cherry Profile này nó sẽ dày hơn một xíu so với cái set SA Profile này. Nếu mà cái con Cherry Profile này khoảng 1,5mm thì cái con SA Profile này thì nó rơi vào khoảng 1,3mm anh em ạ. Nhưng mà cái con SA Profile này nếu mà nó tính cả cái lớp Double Shot ở phần dưới này thì chắc chắn nó sẽ dày hơn rất là nhiều so với con Cherry Profile này anh em nhé. Nên là ở đây chúng ta không thể đánh giá là con nào dày hơn con nào. Cơ mà về mặt cảm nhận thì mình thấy là con SA Profile này nó nặng hơn một chút so với con Cherry Profile này. Và đây anh em nghe một chút cái tiếng rơi của hai cái con keycap này nhé. Đây là con SA Profile này. Còn đây là con Cherry Profile này. Thực sự thì mình thấy là không có sự khác biệt quá là nhiều, chứng tỏ là đối với cái chất liệu ABS Double Shot này nó có cái chất lượng khá là tốt. Nó không bị mềm và oẹp như những cái set ABS mà được trang bị on mount trên những cái con bàn phím cơ có sẵn. Cái độ cứng của nó thì phải nói là 1810 so với cái chất liệu ABT Double Shot trên cái con Cherry Profile này rồi. Đấy. Đó, anh em nghe thấy tiếng nó cứng, gọn và giòn chưa?
Ok, và giờ mình sẽ sâu thêm một chút với anh em về cái độ hoàn thiện cũng như là chất lượng của cái phím dài, cái phím space này. Thì cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm cái phím space này lên đó là nó khá là đầm. Cái nguyên nhân thì đến từ việc nó được đúc rất là dày như thế này. Cái phím space này là phím duy nhất trong cái set này được đúc full tràn viền như thế này anh em nhé. Tất cả những cái phím còn lại đều kiểu đúc nửa vời như thế này thôi. Mình nghĩ là do cái phím space này là một cái phím cực kỳ là quan trọng. Nói về chất âm thì nó giống như là nhạc trưởng trong toàn bộ cái dàn nhạc gồm có các cái con phím còn lại này. Cơ mà mặc dù là dày như vậy nhưng mà cái chất lượng đúc của nó thì không được đồng đều cho lắm các bạn nhé. Đó thì anh em có thể thấy là với khoảng 300 cho đến 400 nghìn chúng ta có một cái set keycap thực sự rất là chất lượng và đáng giá như thế này. Đối với những anh em nào mà bắt đầu chơi SA Profile và bắt đầu làm quen với SA Profile thì mình nghĩ đây là một cái set keycap rất là đáng tiền và rất đáng để chúng ta lựa chọn. Ngay bây giờ mình sẽ cho anh em biết lý do tại sao mình chọn cái set SA Profile như thế này. Đầu tiên anh em nghe cái chất âm của phím space này nhé. Và giờ mình sẽ thay cái thanh space này bằng cái thanh space của set SA Profile này. Anh em nghe chất âm của nó và so sánh nhé. Đó, anh em thấy sao? Còn đối với cảm nhận của mình khi chúng ta lắp cái thanh space của cái set SA Profile này vào thì cái âm thanh stop out của cái nút space này nó phê hơn rất là nhiều. Nó có cái âm kiểu tích tích ý, chứ nó không phập phập một cái. Nên là nó sẽ tạo ra cái độ mượt, độ sâu cho cái chất âm khi mà chúng ta nhấn cái phím space này. Đó. Bao giờ đã đến phần cuối cùng, một phần rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau tháo và phẫu thuật cái em Rainy 75 này ra để xem nội thất của nó có những gì anh em nhé. Đồng thời thì chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục một số những cái hạn chế mà mình đã nói ở đầu video của cái em Rainy 75 này. Để cho tiết kiệm thời gian thì mình đã tháo hết keycap, squish cũng như là các cái con ốc của em nó ra rồi. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái nội thất bên trong nhé. Đầu tiên sẽ là cái top frame, cái top scale của em nó. Một cái top case bằng nhôm nguyên khối được CNC khá là xịn sò và ngon. Đó, để sang một bên. Tiếp theo là một cái plate bằng chất liệu là FR4 và nó được sơn màu đen và nó được cắt flake đến từng cái phím một như thế này. Ở mỗi cái đường cắt này chúng ta sẽ thấy nó được bao bọc bởi một cái lớp sơn màu đỏ nhìn khá là ngầu và rất là chỉnh chu. Phía này chúng ta sẽ có logo của Wurps này. Ở đây sẽ có dòng chữ Rainy 75 Designed by Wurps. Cái plate bằng chất liệu FR4 này thì nó khá là cứng, nó không được flake, không được nhún nhảy như những cái plate kiểu PC. Nên là cái cảm giác gõ phím của anh em cũng không được nhún nhảy kiểu như trên những con Aula F75 ấy. Nhưng mà cái quan trọng nhất của những cái plate này và cái kiểu gasket mount là làm sao nó mang lại cái chất âm đồng đều trên tất cả những cái phím. Cái đấy là cái mà mình quan tâm nhất và mình thấy là nó quan trọng nhất. Còn đối với mình nhún nhảy hay không, không quan trọng cho lắm. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái lớp foam. Đây, một cái lớp foam poron. Khá là dày, mềm và rất là chất lượng. Tiếp theo ở cái lớp form này sẽ là một cái miếng phim. Cái miếng phim này thì bằng nhựa ni lông anh em ạ. Theo một số ý kiến của anh em thì bỏ cái lớp phim này đi nó sẽ ok hơn. Nên là khi mà lắp lại mình sẽ bỏ cái lớp phim này đi. Và đây là cái phần quan trọng nhất của con phím này, mạch PCB. Chúng ta sẽ có một cái mạch PCB màu xanh đen và nó được trang bị những con hot swap 5 pin. Cùng với đó là mạch của nó sẽ là mạch xuôi anh em nhá. Và trên cái mạch PCB này chúng ta cũng thấy là nó được flex cắt đến từng hot swap luôn. Nhiều qua một chút về cái mặt sau của cái mạch PCB này thì chúng ta thấy là nó sử dụng những con socket đến từ kêu và tất cả những cái mối hàn ở đây như anh em thấy đều được hàn rất là chỉnh chu và cẩn thận, không có bất cứ một cái vết hàn thừa nào luôn. Và chắc chắn với cái bản mạch như này anh em sẽ rất là yên tâm với cái độ bền cũng như là độ uy tín của em nó. Và đây chúng ta sẽ thấy một con vi điều khiển, và con vi điều khiển này đến từ Wurps luôn. Và giờ chúng ta sẽ đến một cái lớp foam tiếp theo. Đây là cái foam đáy luôn rồi. Đó, một cái foam đáy bằng xốp khá là mềm và dày. Độ dày khoảng 3mm anh em ạ. Cuối cùng thì ở đây chúng ta có một cái lớp phim nữa. Cái lớp phim này để ngăn cách giữa cái lớp foam đáy cùng với cái bottom case này luôn. Có lẽ là để tránh cái việc mà nhỡ nhàng cái con pin này nó bị rò rỉ hay gì đó. Và chúng ta sẽ có hai con pin, mỗi con là 3500mAh. Và với tổng của hai cục pin này, chúng ta sẽ có một em Rainy 75 với tổng dung lượng pin là 7000mAh anh em ạ. Với 7000mAh thì khi mà sạc đầy, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng em nó trong khoảng một tuần anh em nhé. Ok, và giờ mình sẽ lắp lại em nó với việc là mình sẽ bỏ cái phim này đi. Cộng với đó là mình sẽ thay cái wire cho cái con Stab Backspace. Mình vẫn giữ nguyên cái phim ngăn cách giữa bottom case và cái lớp form này để bảo vệ cho con phím này nó an toàn hơn. Tiếp đến sẽ là lắp cái mạch PCB này vào. Ok, và tiếp tục sẽ là cái form poron này.
Plate. Rồi, để hoàn thiện chúng ta sẽ lắp cái top scale lên. Đó, ngon nè, ok rồi anh em. Giờ mình sẽ thay wire cho cái con stab này. Ok, ở đây mình đã thay wire xong và mình lắp lại nha. Sau đó chúng ta sẽ test luôn xem là nó có ổn không, còn cần mod lại nữa không. Cắm switch nào, test thử nha. Anh em nghe nhé. Ok, phê rồi đấy. Và giờ mình sẽ gắn lại switch cũng như là mount cái bộ cái cạp mới lên. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau sao test anh em nhé. Giờ nhìn cái set keycap SA profile này nó có hợp với em Rainy 75 này không? Đẹp phải đáy anh em ạ, đều chặn chặn luôn. Đó, nhìn cực kỳ là đã và no mắt. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ sao test anh em nhé. Đó, anh em thấy sao? So sánh chất âm của em nó trước khi custom và sau khi custom nó có sự khác biệt gì không? Anh em có thấy là cái chất âm sau khi custom nó sâu hơn, nó deep hơn một chút không? Đồng thời, cái chất âm top out của nó cũng phê hơn một chút. Đặc biệt là ở cái âm stab, cái âm của cái thanh space này. Thực sự nó khác biệt rất là nhiều. Tuy nhiên, với cái set keycap SA profile này thì mình gõ vẫn chưa được quen tay lắm. Nó vẫn hơi bị cứng một chút. Đó, nó hơi bị lóng ngóng một chút. Nhiều lúc nó không được chính xác như mong đợi. Và đó cũng chính là cái nhược điểm của SA Profile. Đó là anh em phải mất thời gian làm quen nhiều hơn. Và có khi anh em gõ sẽ mỏi tay hơn so với Cherry Profile. Và tốc độ gõ thì chắc chắn sẽ không nhanh bằng việc anh em gõ Cherry Profile rồi. Cherry Profile sẽ rất là phù hợp cho anh em nào mà thích kiểu gõ lướt, gõ nhanh ấy. Còn với SA Profile thì sẽ thích hợp cho anh em nào mà thích đẹp, thích chơi hệ âm thanh. Đó, mỗi cái profile sẽ có mục đích sử dụng, có những cái ưu nhược điểm của riêng nó. Còn về lựa chọn như thế nào thì tùy theo sở thích và nhu cầu của anh em. Ok, video lần này của Dạ Mod Tech xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video lần sau.